chuyện về đôi dép mà Trung tặng Tuyết vẫn được tiếp diễn ở dưới bếp. Này các bạn gái ơi, vô coi thịt không chín được nè. Thịt không chín hả? Còn phụ gì không? Đặt rau nè, em ăn dày là ướt dơ. Con ơi, để chị đứng đây cũng được. Con ơi. Chị mang đôi dép của người ta mua cho chị để người ta chị đứng đây chị lặt rau nè. Thôi hay anh lặt rau với người ta đi để em. Đây. Em làm đi. Em ấy cho, em cắt này cho. Anh ơi. Rửa hả? Mỏng như vậy đúng không? Mỏng ngang vậy đúng không? Đi chào. Mỏng bự chị nhìn anh đụng cái tông dễ sợ luôn. Nhìn nè, trời ơi. Không phải. Không dễ sợ. Tại chị này anh đang rửa chị này, chị nói là chị không nói nhưng chị lườm anh. Chị chỉ cần đứng yên thôi là chị cũng... Chị không làm gì cả luôn á. Sao trời ơi, anh làm vậy mang tiếng em chết luôn á. Thôi em có tâm nhất rồi đó. Dạ em cảm ơn. Có cần anh giúp em gì không? Anh giúp anh Phúc đi anh. Thôi anh thích giúp em à, Phúc ra đi em. Thôi anh thích giúp em à, Phúc ra đi em. Để em giúp anh Phúc nha. Con bé này. Vậy thôi em sẽ giúp chị. Nè tại đây có nhiều người xe vòng quá à. Có Như đang làm này, để anh phụ Như đi để em. Thôi Như có gì đâu phụ, nước mắm này có gì đâu phụ. Gì vậy ta? Như cầm dao kỳ quá. Thật tội nghiệp cho Trung, công cuộc hòa nhập với các cô gái quả không dễ dàng chút nào. Mọi người nha. Mời mọi người. Mời, xin mời. Mọi người ăn không phong cách quý tộc gì hết, nhìn dĩa tôi nè. Quý tộc. Khi có mặt thì khó hòa nhập, nhưng khi vắng mặt thì Trung lại là chủ đề bàn tán của các cô gái. Trời, quý tộc đi đâu rồi? Ăn quý tộc. Ăn quý tộc mệt quá. Vậy rồi. Mọi người cười quá à. Anh coi được chương trình, anh coi được khúc này anh khóc quá. Tranh thủ nói xấu đi mọi người. Để lúc mà anh coi lại chương trình anh còn biết người ta nói gì chứ. Anh đi đâu á? Tìm anh Trường. Phải không? Phải anh Trường không? Phải. Em nghiêng nó. Anh đi với ai làm gì? Anh là ai? Đi với ai làm gì? Anh tìm anh Trường hay tìm anh Tháo? Nó chơi cuốn cho anh Trung cái. Tại vì mua có một xíu có đôi dép mà anh Trung nói này nói nọ nói ghê quá à. Anh Trung ăn giùm em miếng nha anh Trung. Em cuốn cho anh nè. Cuốn gì mà tầng râu không có được mỏng. Mình nha, tầng cuốn này là ăn quý sọc chứ không có phải như cái kia nha. Tầng râu không vậy hả? Cuốn. Bây giờ em cuốn anh ăn không? Thôi cho anh biết thịt nha em. Có thịt ở trong rồi. Dạ, yeah. Cảm ơn em. Được liệu quá. Anh sẽ ăn thịt nó biết có thịt không? Lâu bên thịt này mình chọc thịt anh mỡ. Vô bạn ơi. Vô nè, vô anh, vô đi anh, vô đi anh. Vô. Tại vì con thịt này hồi nãy là cũng rớt xuống tay của Lộc. Rớt chung tay của Lộc nó mới mang mùi quý tộc. Mùi tơ bển vậy luôn. Anh ăn vô anh ngửi thấy hương vị từ Úc liền á. Không, tự nhiên thấy nguyên nhà hát con sò chứ mà. Wow. Ghê. Yeah. Tuyết nói chuyện với mọi người đi, em đừng tập trung ăn quá. Nói chuyện với mọi người đi, em ăn dữ quá. Anh ăn đi, anh quan tâm em hơi quá rồi đó. Anh tham gia chương trình này kiếm nhiều đi. Bây giờ mình quẩn tô xì đi. Ai thắng mình tìm ra một cặp nha, sẽ được đi ra ngoài dạo chơi sung sướng gì đó. Còn cặp còn lại vô chơi. Đúng rồi. Một hai ba. Hoa hoa. Wow. Đây. Một hai ba. May bây giờ nghe nè, bây giờ là tụi anh là chủ yếu là mình thắng là để mình được đi chơi với bạn gái hay là mình trốn tránh trách nhiệm rửa chén? Hả? Anh trả lời đi. Anh nghĩ em đã có câu trả lời riêng rồi. Vô. Vô đi các bạn ơi. Vô. 2 3. Vui à. 1 2 3. Cái gì vậy? Cũng vô luôn đầu tiên hả? Ừ chén đi em, rồi vô nào, vô nào, vô 1 2 3. Ồ vậy ha. Hay quá. Hai bạn sẽ được hai bạn may mắn thắng cuộc.
được dạo chơi sung sướng, còn lại bốn tụi tôi làm. Ok, làm luôn nha. Vậy là Phúc sẽ được đi dạo cùng Lan Anh, trong khi các bạn còn lại phải rửa chén và dọn dẹp. Mình mà may là mình là hơn là mình được biết mình đi với bạn kia rồi. Bạn tiếp viên của mình. Để em thôi. Bỏ này cho anh nha, để lát anh uống. Để đó anh uống một mình anh. Khói anh thơm. Anh chơi một mình anh hả? Anh chơi một mình uống với anh đâu. À, anh biết hả? Bạn biết mình uống đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, anh biết đó. Trong mấy người đó em thích ai nhất? Hả? Không thích ai? Không, có không, ý là cảm thấy vui. Cảm tính đúng không? Ờ. Tính Lộc tình đó là Lộc, dễ thương. Ờ, anh thấy Lộc dễ thương đúng không? Nice. Tính tình đó là nice luôn á. Giúp em không? Em cũng trả bằng một cái bánh cuốn rồi. Hết nợ. Con xin lỗi má. Kiểu em không thích ông Trung nhất luôn á. Ông không chịu phụ vậy đó. Lúc nào cũng ra lệnh người này phải làm cái này làm cái kia. Ừ. Không lẽ giờ em bắt bẻ ông trên TV kỳ lắm luôn. Mà kiểu không biết ý thức gì hết. Lớn tuổi rồi. Để mấy đứa nhỏ làm. Nghĩ sao hả? Để anh đứng bầm tỏi mình. Cái xong rồi hai đứa gái đang đứng cái ổng ra. Ổng hả kêu giúp. Giúp gì trời, em kêu qua giúp anh đi. Hẹn dễ. Hả? Đúng rồi, hẹn dễ. Đột đến ghét. Chắc gì vậy? Cái gì? Ờ. Ủa? Đúng là không có chuyện để nói. Trời ơi, kìa. Em hãy nhìn ra ngoài cửa đi. Em hãy nhìn ra ngoài cửa. Lộc dễ thương quá. Ồ, dễ thương. Tiền khô quá. Đi thêm 10 vòng nữa nha. Gì nói gì luôn. Trời, dễ thương. Cái câu này hơi là sến, nhưng mà mẫu người yêu của em như thế nào? Em không có mẫu người yêu lý tưởng luôn. Kiểu hơi đối lập á. Ví dụ như là em thích sạch sẽ nhưng mà em lười dọn dẹp. Đó, kiểu hiểu không? Tiêu chuẩn kéo à? Ờ. Xong rồi kiểu cũng hơi khó tính nữa. Nhưng mà lại là một người rất là dễ chấp nhận đúng không? Dễ thích nghi á. Ừ. Nên tiêu chuẩn đặt ra thì chắc nó hơi khó kiếm. Chắc khỏi kiếm luôn. Nên thấy họ vậy thì... Vậy là ai mà làm cho em vui á không? Ừ. Là... No. Hả? Làm cho có cảm xúc. Bạn đây đi. Rồi nếu mà em không phiền thì em có thể kể về lịch sử tình trường của em cho anh nghe được. Ghê, dạ sao anh không kể trước đi? Mỗi người yêu anh là gì? Trời. Em là anh gái mà em có bị hỏi trước không? Dạ cũng giống em thôi, không có mẫu nào á. Ghê vậy, anh thích trai à? Cũng bình thường thôi, như bao người thôi thì con trai mà thì bản tính thì chinh phục đúng không? Trong trai đàn ông nào cũng có, không chinh ít thì nhiều hả? Thì anh cảm nhận bản thân anh thì có thể là so với mặt bằng chung thì có thể nhiều hơn một chút. Hello. 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 Anh nhớ lấy cái giỏ nhé. Nói đi, mỏi chân quá. Anh tìm hiểu nhiều người là do anh quyết định như vậy. Thì đi tìm cảm giác trong tình yêu, trong chuyện tình cảm, tình yêu thì không dám nói, nhưng mà mình muốn tìm hiểu nhiều người xem cảm giác ở bên họ như thế nào. Bởi vậy em thích kiểu giống như là người ta hay ví chuyện tình cảm của tuổi trẻ với lại chuyện tình cảm của những người ngày xưa. Giống như là bây giờ anh chỉ có một loại mì, một hoặc là hai loại mì thôi đúng không? Thì anh sẽ có lựa chọn là một cái loại đó anh thích, còn cái loại còn lại anh không thích bằng. Thì anh sẽ cứ theo cái loại anh thích hoài đúng không? Còn bây giờ mình có nhiều lựa chọn rồi. Thì em vẫn thích cái kiểu là mình sẽ thử tất cả các mùi vị, sau đó mình chọn ra cái loại mình thích nhất và mình cứ kiểu như nó trở thành sở thích của mình luôn. Chứ không phải cái kiểu mà mình chưa thử gì hết và mình nghĩ đó là nhất. Sau này mình lại kiểu như là thích cái này thích cái kia. Nên kiểu như là mỗi thời đại mỗi cách suy nghĩ đúng không? Đúng rồi, đúng cho cả phụ nữ và đàn ông luôn.
Đêm nay là đêm đầu tiên của các thành viên ngôi nhà chung series 15 và các bạn đã cùng tham gia trò chơi vòng xoay thử thách để thêm gần nhau hơn. Bốc thăm. Mở bài hay lắm. Hai cái nội dung như nhau mà em chọn là gì? Hôn mỗi 10 giây người hết giới. Ôi, bốn người em thấy ai? Anh mới lột mụn sao? Đừng khá sạch. Anh chỉ quảng cáo vậy thôi. Em đừng có hút. Em hút, hút ra hút đầu mụn. Sao em nhìn chị quảng? Đừng có xoay tắm không? Chạm nhẹ thôi. Khác giới rồi không? Lẹ lên, lẹ lên. Thôi nhanh lên, nhanh lên nè. Vô, 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 vô. Chưa. Nãy anh nói anh mới lột mụn, anh nói xạo à. Này thì lùng. Nhưng mà anh mới rửa mà, anh mới tắm xong. Thơm lắm, có mùi sữa bò. Trời ơi. Anh cắt vào mũi rồi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Em có cần anh cởi mắt kiến nghe không cho nó. Có anh cởi. Ok, ok. Đó là cặp đôi bí ẩn á, nên không nhà đôi khúc. Em muốn anh nhắm mắt không? Có. Ok, ok. Trời ơi, nhưng mà ổng hài quá, anh sao mới hôn ổng được. Nhưng mà mắt to em bỏ ra đi. Được gì? Em chọn đấy. Đếm chậm chậm thôi nha mọi người. Chưa vô. Ok, tập trung là chưa như một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Dừng lại. Mắc cười. Ơi, có dính gì không? Giống giống con nai không? Con tuần lộng chứ. Gì vậy? Uống vào bôi với người khác giới. Oh, yeah. Và ngồi cạnh người đó. Em được chọn ghê không? Rồi, để qua mày. Chạy qua đây một. Để qua đây vậy mày. Để qua đây em. Để qua đây ngồi đó. Cởi tay rồi. Để qua đây anh ngồi. Vậy qua đi mấy hôi. Lẹ 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 lẹ. Đây con kia trà đá. Uống vào bôi là uống sao mọi người? Cái này tay lại. Trời ơi. Thầy luôn á, chị đã xịt. Cái đó người ta cưới nhau người ta. Đám cưới rồi đó. Muốn gì nữa? Ok ok. Ngại quá má. Từ từ. Mắc cười quá. Vô. Vô em. Ây ê, 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 lâu. Ê, anh người giấy cho em lâu. Đó kìa kìa, lâu em lâu. Ướt kìa, ướt kìa. Không biết sao mấy. Mày đúng. Ông nó muốn ướt từ đó. Anh nè. Xíu thôi nha, xíu thôi nha. Ủa mà xí, vậy khác gì là mình uống cho mình của ly mình đó đúng không? Uống cho mẹ mắc cười. Xin vô, xin vô, em mới uống được. Em thấy mùi rong biển mọi người ơi. Từ từ thường mấy ơi, mắc cười lắm. Rồi, 8, 8, 8 gì uống kẻ nha, uống kẻ nha, miếng miệng nha. 4, 3, Ok. Ủa, anh Lộc hơi đỏ nha. Mặt hơi đỏ nha. Phê. Lần đầu mình uống giao bôi với một người khác giới như vậy. Và nó cũng khá là vui. Thấy nó là rất là thú vị. Nó là một cái trải nghiệm gì đó mới mà mình chưa được thử bao giờ. Sao cho mạnh ơi. Gì đó ghê ghê đi mọi đừng người. Đừng hôn cùng giới được rồi. Rồi chim bông có nhiều đó rồi. Mở bút thăm ôi. Ôi lại đổi chỗ bên kia nữa. Ôi cũng vậy. Chứ bút thăm nó còn ghê hơn cả quay em. Nắm tay người khác giới cho tới lần quay tiếp theo. Mà nắm ai mình vuông nhỏ nha. Ê, anh chào ơn miễn cách đi thì hồi nãy cái bạn nào không mũi em thì em trả thì em đi trả lại cái xưa đi. Anh có biết cái câu mà không ai tắm trên một dòng sông hai lần vô quá à, vậy lắm người kế bên.
Thoải mái lên em, thoải mái lên, tay mềm mại vô. Em đừng có mình tỏ với đan tay vô phải không? Nắm tay với đan tay vô vô. Em thấy anh đang gồng lắm luôn. Anh rút. Anh bị co giật á, bị co giật. Tay em, tay em có vấn đề không? Người ta nắm em thì em nắm lại. Nắm lại. Thì cảm thấy là tại vì trước đó là mình cũng cảm thấy gắn kết cái mối quan hệ với anh rồi, thấy anh cũng ok, khá ok với mình rồi. Thì cái nắm tay đó thì đối với mình thì nó cũng tương đối là cũng có chút suy nghĩ một xíu, nên vẫn muốn là tìm hiểu về anh Phúc về lâu về dài hơn. Tay em ra nước. Ôi, được, rồi. Tay em ra anh làm em ra nước hả? Wow. Kệ mình uống từ từ thôi để trả lời. Ngồi nói chuyện á. Giờ em làm cái gì vậy? Em làm lại. Tay em hở nha. Anh thấy em làm rõ ràng đầu tiên nha. Tay em ướt quá em làm cho nó khô. Ở đó em làm cái gì không? Thôi, tới được em là bây giờ có thể buông tay nghề ra được rồi. Ok, em muốn nắm được. Em biết anh nháy được không? Hả? À. Bốc thăm. Anh muốn tự bốc, tự quyết định cuộc đời anh. Yeah. Rồi, bốc đi, bốc luôn. Đưa đây, anh nói đưa đây là đưa đây. Thì là anh không muốn ngán gì hết á. Ghê quá. Có một cái bị cong. Rồi thấy không? Ôi, sao anh nhìn em hoài vậy? Rồi giọng tự tin nhưng mà mở ra cái này là bắt đầu bớt rồi đó. Hôn mũi. Người khác giới 10 giây. Hồi nào mới lông mụn đó. Ủa vậy em khác giới, em khác giới. Ok. 10 giây, em bằng nào mới lùng mụn em ơi. Em năm nào em? Em đúng không? Em. Mày em không? Cái gì vậy? Mới lùng mụn. Không có đâu, mũi em đầy mụn luôn. Nhưng mà anh lại thích. Anh thích mụn. Anh thích mụn. Anh thích mụn. Anh hơi ngược so anh ta. Vô. thực hiện cái thử thách đó thì cũng thấy hơi rung với hơi hồi hộp chút xíu. Cái khoảnh khắc đó làm cho mình thấy rất là nhớ bây giờ, tất cả hình ảnh vẫn còn trong đầu cho tới tận bây giờ. 2, 1. Ok. Ngày đầu tiên sắp trôi qua, các chàng trai đã thổ lộ những cảm xúc ban đầu với các cô gái thông qua những lá thư giấu tên. Cái này là thư cho các bạn nữ, của các bạn nam viết cho các bạn nữ, không đề tên ai hết. Thì bây giờ các bạn nữ đọc coi cái hình bóng trong đó là của ai nha. Lộc đi hơi dài nha em. Lái nào dài dài là của Lộc đi. Đúng rồi đó. Ưu điểm: thích những hoạt động thể thao, biết lắng nghe, chăm sóc tốt cho bản thân và mọi người. Nhược điểm là cầu toàn, hơi nóng tính, có ấn tượng với bạn tiếp viên hàng không, tính tình dễ thương, hòa đồng với mọi người, hay cười, có nụ cười đẹp. Ủa xí, bạn này hình như không nhớ tên em là gì nên ghi tiếp đi hàng không. Cảm thấy hơi buồn đúng không? Ê, độ dày quá. Hai, bạn nữ bất kỳ nào đó nhận được lá thư này, hôm nay bạn thế nào? Có mệt lắm không? Mệt thì đọc lá thư này để yêu đời hơn nhé. Mình là .. đố bạn biết đó. Ưu điểm của mình là biết nấu ăn, vui tính, có nhiều tài lẻ và đặc biệt là biết lắng nghe và chia sẻ. Nhược điểm của mình thì khá là vụng về. À, hôm nay mình khá ấn tượng với bạn.
Hy vọng bạn Như sẽ thấy mình đi co đẹp và yêu thích khoảng thời gian ở trong căn phòng này nhé. Ký tên 3 chấm. Mình hay chơi thể thao, chơi vận động để bảo vệ sức khỏe. Mình hay làm trò cho vui. Trò vui cho nhóm. Hay lo lắng quan tâm người yêu của mình. Mình hay im lặng và lạnh lùng với bạn mới quen nên đa số mọi người không thích mình từ cái nhìn đầu tiên. Mình nấu ăn rất tệ và không thích ăn cá cho lắm. Mình hát không hay. Ấn tượng đầu tiên của mình là bạn Lan Anh vì bé biết nấu ăn, da trắng dễ thương. Gọi ăn rồi. Cậu không thích ăn cá. Ưu điểm là vui tính, dễ gần, thích nghệ thuật. Nhược điểm nóng tính, hành động theo cảm xúc, đôi khi hơi ngoan cố. Phải gì đó. Cái này là của người viết em. Ưu điểm, nhược điểm của người viết cho em á. Ủa vậy hả? Em hú hồn chưa? Hú hồn. Mình có ấn tượng với bạn nữ tóc ngắn bởi cách nói chuyện rất dễ thương và vui tính. Ngoài ra có nụ cười rất duyên nữa. Em không tóc ngắn nha mọi người. Ừ, rõ ràng. Ủa nhưng mà nghĩ sao mà ai lại để chữ tóc ngắn vậy? Trong khi là bốn nữ mà ba nữ đã tóc ngắn rồi. Nghĩ sao vậy? Vậy có tức không vậy? Trung đã để ý Lan Anh, nhưng Lan Anh thì chỉ có thiện cảm với Lộc và Phúc. Lộc và Như thì có ấn tượng tốt dành cho nhau. Phúc có thiện cảm với cả Lan Anh và Tuyết. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.